Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên shop mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm đài mới về bên mình ấy. Nó có mã là GD-8017IM. Cái đài này nó có một cái điểm hay, đấy là nó thứ nhất là nó có thể sạc được năng lượng mặt trời. Đấy, chức năng của nó thì xem qua giới thiệu này thì mình thấy nó có thể sử dụng được USB này, bắt được sóng FM, AM, FP kép, dùng được thẻ nhớ, có đèn, cái đèn này dạng đèn pin, đèn này đèn chiếu sáng, và nó có thể dùng để sạc cho các cái thiết bị điện ở điện thoại khác. Cái dung lượng pin ở đây theo cái nhà sản xuất thì là nó khoảng tầm 9000 mAh. Đấy, cái tấm pin năng lượng mặt trời thì nó sẽ có cái hiệu suất khoảng tầm 3,3W. Đấy, đây là pin 3,7, tổng lượng dung lượng sẽ là 9000. Cái đèn của nó sẽ tầm 5W nhân 3 bóng, sự giới thiệu là sẽ có 3 bóng này. Sạc ra sẽ là 5V 1A. Cái thời lượng sử dụng thì mình thấy đây đề là 45 tiếng. Đấy, đây là cái bao bì của sản phẩm gồm cái tài sách, trông giống như một cái món quà. Nhìn đây, để mình thử mở hộp xem nào nhé. Đây là phần hộp, một cái dây sạc này, một cái sạc chùm của điện thoại này này, cũng 4 năm đầu luôn nhá. Samsung Taishi. À, không có chân iPhone đâu nhé. Một cái hộp. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Một cái đài. Ok, cái đài để gọn đây. Xem nó còn cái gì nữa. Đây có một cái hộp này. Trong hộp sẽ gồm có, để hộp ra đây, 3 cái bóng điện này. Xem còn cái gì nữa. Một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Trên cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó cũng đề rõ tất cả cái thông số đây rồi, anh em có thể tham khảo nhé. Cái tấm pin năng lượng mặt trời đấy, bạn nhìn này, cái này nó phải tầm trên 20 phân này. Mình để gọn cái này ra đây đi. Chúng ta sẽ đến với cái nhân vật chính là cái đài này. Đây là mặt sau của đài. Thẻ nhớ USB các anh em cắm vào đây. Đây là sạc vào. Đây là on, off, bật on này. Con này có Bluetooth nhé, anh em nhé. BT speaker nhé anh em ơi. Báo pin lang thang. To nhỏ đây anh em nhé, nhỏ này, to này, cái nút M này là thường là sẽ chuyển đổi, nên đang vừa chuyển từ Bluetooth chuyển sang là nó vừa để là FM phải, FM thì sẽ là 93.7 xong rồi, FM bắt cam bét luôn, chuyển sang AM này anh em ơi, sóng FWK này. Lại chuyển sang Bluetooth, chơi nhạc này. Bây giờ mình sẽ thử cái chức năng đèn đóm của nó xem sao nhé. Trên này chắc đây sẽ là chức năng đèn rồi. Nó có cái băng dính bảo vệ này. Đúng, hai đèn luôn nhé. Bật hai đèn luôn anh em ơi. Một đèn này, bấm thêm phát nữa là lên hai đèn này. Một đèn tắt, một đèn, hai đèn, ok. Mình thử vào cái đèn này xem nó sử dụng như nào nhé. Bấm cắm vào lỗ thứ nhất này, không để lên này. Power out. À, anh em phải bấm vào bên này nhá, anh em phải bấm bên này nó mới lên đèn sao đấy. Đúng đấy. Cứ có cái đèn nào thì anh em sẽ cắm thẳng vào đây, tắt bật nó ở phía trên này đấy. Mình thử luôn cả 3 cái đèn xem nào. 3 cái đèn nhá, anh em cắm cả 3 đèn vào đây. Nó còn một cái lỗ nữa. Ở đây còn một cái lỗ nữa là đề là Sonac 6V, DC 5V. Đây là lỗ sạc vào anh em nhé. Ví dụ cái tấm pin năng lượng mặt trời anh em sẽ cắm đây này. Lỗ này, sau phơi ra nắng thì nó sẽ sạc ngược vào trong này. Đấy, hoặc là có thể sẽ sạc qua cái cổng này.
5V cắm vào cổng USB đấy, 5V out. Nếu mà anh em có điện thoại thì cắm vào đây nhé, mình thử sạc xem nó thế nào. Lấy iPhone sạc thôi, chỉ có dây sạc iPhone thôi. Đây mình có cái dây sạc đa năng này kìa, anh em cắm một đầu ở đây rồi còn một đầu cắm thử vào điện thoại xem báo sạc gì không. Đây sạc luôn, ok luôn. Như vậy đây là cổng sạc ra nhá. Còn đâu nếu mà chỗ nào đấy mà cái sóng nó yếu hơn sóng nhà mình thì anh em nên bỏ cái dầu, rút cái dầu ra đi. Đài thiết kế tương đối chắc chắn. Đó. Cái vỏ này mình thấy nó cũng tương đối là dày dặn luôn. Anh em cứ ngắm qua thử nhé. Đây là loa này. Tay sách này. Khá là gọn. Đầy đủ chức năng luôn. Anh em xem qua video rồi có gì là cho ý kiến về cái đài này phía bên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video bên mình nhé.